Kính chào quý vị và các bạn. Dự báo từ nay đến ngày 11 tháng 10 ở Trung Bộ có khả năng mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300 đến 500 mm một đợt. Riêng từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có thể đạt 500 đến 700 mm một đợt. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng vùng trũng thấp. Không chỉ đất liền mà ở ngoài đảo như Lý Sơn của Quảng Ngãi, trời cũng mưa liên tục trong thứ tư đến thứ sáu. Những cơn mưa rào ngắt quãng khá bất lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời. Nhiệt độ ở mức vừa phải dễ chịu, cao nhất ngày là 27-28 độ và về đêm chỉ khoảng 24-25 độ. Trong thứ tư, mưa có xu hướng gia tăng ở Nam Bộ. Mưa xảy ra nhiều nơi và sớm ngay từ sáng. Tuy nhiên, mưa lớn vẫn tập trung chủ yếu về chiều và tối. Trong cơn dông, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đề phòng ngập úng một số khu vực đô thị, trũng thấp và ven sông. Cần Thơ cũng có mưa nhiều trong thứ tư và hai ngày sau, mưa đến sớm ngay từ sáng và kéo dài cả ngày, khả năng gây ngập úng cục bộ. Do có mưa nên nhiệt độ cao nhất ngày không quá 30 độ. Ở miền Bắc như Hạ Long, do nằm trọn trong khối không khí lạnh nên trời hoàn toàn nắng ráo trong cả thứ tư và hai ngày sau. Nhiệt độ dễ chịu 29 độ và quý vị có thể thoải mái khám phá vịnh Hạ Long, tham gia các trò chơi như chèo thuyền kayak hay tắm biển. Tối và đêm không khí còn se se lạnh, 23 độ. Cuối bản tin sẽ là dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.